Mình chào các bạn ha, đây nhớ thấy chiếc máy cày đang bên này. Đây là chiếc kho các bạn ơi. Rồi. Như kho 4.000. Kho 4.000 ha. Đang bên lên. Wow, căng quá. Bèn tới đó hết cỡ các bạn. Hoặc là nó xuống thì nó gì? Ồ, vất vả ha. Bèn lên nữa nè. Trời, bò 1.000. Lên các bạn. Cái máy cày thì cũng còn được ha. Mình nghĩ là chưa tới 100 triệu đâu chiếc máy cày này. Để chút nhà hỏi chú thử ha. Để chủ máy cày thử coi sao. Còn cái mắt không? Các bạn thấy không? Khung cảnh máy cày xuống Tây Ninh ha. Đang chở cái cây đậu phộng đó các bạn. Sau khi lấy hộp xong thì đem đi bón cho cái vườn cây này. Vườn cây cái này cây tre thì phải. Đấm tre các bạn. Cảnh xung quanh đây ha. Để các bạn xem vườn cây. Kế bên vườn đậu. Chở mấy cây lại đây bón vườn cây. Đó, đang lầu xuống các bạn. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Ồ, con kho này là nhiêu tiền ta? Chắc dưới 100 triệu ha. Cái trại này các bạn. Nó chạy. Chú chiếc này có 100 triệu không chú? Đây. Chiếc này có 100 không? Ờ. Bữa con quay chứ bến cầu á 50 triệu à. Nhưng mà nó bị sức cái đó ra phải lấy dây gàng cột lại á, cái nắp á. nó mua có 50 à. Ở nhà mình mới giật mà mình nói á sao mà rẻ vậy? 50 cái chở rơm á chú. Ờ. Ồ. Này là cỡ 100 à. Chú xài nhiêu năm rồi chú? 10 năm chưa? Này cày dữ á. Nó mới cỡ 100 triệu ha. Wow, đậu phộng. Nhà đám tre nhà các bạn. Chỉ là 100 triệu thôi. Đám tre nhà nè. Để đậu cho đám tre nhà ha. Qua đây đi. Để rõ cho các bạn xem. Chứ mới cày 100 triệu. Lên như thế nào ha. Đây một cái ghế khí thế vậy ha. Cái bánh xào này. Chiếc này có con cầu các bạn, có con cầu xào. Cái vỏ nó xài là hiệu gì, hiệu LUG ngay đó các bạn, LUG. Cái thông số bánh là 15536 ha. 15536 đây nè. 15536. Cái bánh trước. Trước thì xài của hiệu Goodyear. Bánh trước thôi. Goodyear cái số này rất nhỏ. Không cái số các bạn ơi. Không cái số ở đây được ha. Để nó qua mặt kia coi. Nó có bị sần bám không? Chỉ có một cầu thôi. Nó cài chỉ có một cầu ha. Đó. Thấy không? Rồi, thay số người ta. Không, à, 650 gì nè các bạn. Số ở đây nè.
chú phải không? Rồi chú trả. Rồi chú trả tiếp này. Rồi thằng không? Lên tuổi. Mình sẽ chạy kỹ. Wow lên. Lên luôn. Ồ cái này nó có cái hố các bạn. Nó dễ qua không đây. Đứng trước đồng mới cài hết cho nó đẹp. Bên xuống. Nó hình ảnh các bạn đã xem là máy cày. Một cầu xuống Tây Ninh ha, khoảng 100 triệu. Rồi về số chạy qua luôn. Qua luôn chú ơi. Qua luôn. Cái đất này nó hơi nó chệch cái bánh đó các bạn. Rồi chạy ra luôn. Lên. Đang chuyển mà. Thằng đó anh trẻ chạy cái chú lớn tuổi. Nó sắp chạy ra ha. Chạy lên nè. Luôn. Luôn chú ơi. Đặt lại luôn. Đó, hình ảnh các bạn đang xem là máy cày xứ Tây Ninh ha. Wow, như thế luôn, 100 triệu. Giá 100 ha, bạn nào thích thì có thể lên Tây Ninh mua. Quá đẹp hả các bạn. Rồi chú chạy có bị giật bánh hay không ha. Với cái kiểu người già. Quá đẹp. Quá đẹp. Qua đường kia luôn. Rồi qua bờ đê nè các bạn. Bờ đê hay là bờ mỏng. Wow đẹp quá. Còn thấy không, khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh ha. Để nghe kéo lên chút các bạn xem cho nó rõ ràng ha. Đi tiếp. Rồi chạy muốn nổi luôn á. Trên này có một cầu một à. Cầu xứ Tây Ninh. Còn như chú chạy qua đây nè các bạn ơi. Cái đường bên đây nó khó ăn hơn nữa nè. Qua luôn chú ơi. Ở ngay chỗ này khó ăn nhất nè. Qua được không nha. Qua được không, dính dính bánh, dính bánh. Rồi rồi. Oh man. Ồ, hình quá qua được các bạn. Quá hình quá. Đó luôn. Đó luôn chú ơi. Các bạn thấy không? Đi thấy không? À, đỡ luôn, đỡ luôn. Ồ, bánh bự ghê. Tổ chén. Tổ chén các bạn. Các bạn luôn á. Nó cũng chạy ra ngoài luôn các bạn. Ngoài đường bờ đê luôn. Nó hình ảnh các bạn đang xem là máy cày xứ Tây Ninh. Máy cày này thuộc dạng máy cày
dòng trung bình đó các bạn, không phải mấy cây lớn đâu. Lớn thì ở Tây Ninh nó có pho 6.600, 7.600, rồi cái gì nữa 8.000 mấy cũng có nữa các bạn. Ồ, nó lên luôn, lên dốc. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha, chúc các bạn khỏe nha.